7 giờ tối nằm xuống ngủ. Thức dậy thấy đồng hồ chỉ 7 giờ, đi ra ngoài kia thấy trời đã tối. Quốc Thư Nghiêm Minh đây. Xin chào các bạn và chào mừng đã quay trở lại. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với lại game Parasite Day, nuôi em ký sinh trùng ở trên tay. Game này nghe nói là cái kết, những cái kết của nó khá là sâu sắc các bạn ơi. Không biết là sẽ như thế nào để cho mình tiếp tục nha. Rồi, 4134. Cậu vẫn sốt sót nhỉ? Cậu được 100 vạn điểm đấy. Nhưng tại thì cậu có cảm thấy là điểm của mình đang bị thiếu đi không? Ngoài nước ra thì những cái thức ăn khác cần phải tốn điểm mới đổi được. Rồi. Và phải cần ăn đầy đủ chất thì mới có thể sống sót. Cho nên là tô cái gì đây? Kiểu như là kiếm thêm điểm à. Rồi cho nên là bây giờ thì có những cái công việc làm thêm đơn giản để cho cậu kiếm điểm đây. Ba ba. Công việc gì? Thật ra thì có 3 loại công việc làm thêm chính ở đây. Đó chính là kiểu như là chế tác thủ công hay là cái gì đó. Rồi. Rồi là chế tác tinh luyện, chế tác đơn giản và xem quảng cáo. Rất là thực tế luôn các bạn ơi, xem quảng cáo. Cậu thích chọn cái nào thì tùy cậu. Nếu mà cậu được công nhận là một người nỗ lực thì level sẽ được tăng lên hả? Và sẽ càng được nhiều thức ăn quý báu hơn nữa, nhiều loại thức ăn hơn nữa. Rồi, cứ tiếp tục không làm gì cho đến hết cuộc đời này, hoặc là cống hiến cho đoàn thể. Cậu hãy tự lựa chọn cuộc đời của mình, cách kết thúc cho cuộc đời của mình đi. Rồi, 4-3-4-4-1-3-4 chú cậu mới bắn. Rồi, hiểu rồi. Bây giờ là mình có thể kiếm thêm điểm và cũng như là tăng điểm kinh nghiệm luôn. Rồi, để thử xem coi. Chúng ta có những cái gì đây? Đây, thủ công à. Đây kiểu như là xỏ chỉ vào kim. Còn đây là đơn giản này. Công việc đơn giản là như nào đây? Mình không hiểu lắm. Nhìn không hiểu. Tôi lấy ký sinh trùng ra khỏi á. Cái gì ta? Bánh mì hả? Nói chung là mình sẽ xem quảng cáo, nhưng mình nghĩ xem quảng cáo là chắc sẽ được nhiều tiền nhất đi. Đâu, để thử một lần nha. Mình nhận được đến 1.000 tiền lớn các bạn ơi. Không ngờ là xem quảng cáo là được nhiều tiền như vậy. Sau này mình sẽ cố gắng xem quảng cáo. Nhưng mà mình vẫn muốn thử mấy công việc khác xem sao nhỉ. Đâu, thử công việc cấp E này coi. Bắt đầu. Thật sự là xỏ kim vào chỉ à. Xỏ thành công rồi. xỏ xệt rồi. Xỏ. Ê, lại xệt nữa, sao khó thế, lúc đầu dễ mà. Chừ. Không nhận cái này khó thật các bạn ơi. Vẫn chưa vào được. Sao chắc chắn được. Tại sao lại như vậy nhở? Tỷ lệ thành công càng lúc càng bé đi kìa. Ok, bây giờ mình sẽ canh. Đúng rồi, như thế này. Quá xịt luôn. Cố gắng lên. Cái sỏ kim này mình ở ngoài á, ngoài đời thật mình làm rất là mượt mà nha. Sao tự nhiên vô trong game mình không làm được nhở? Thôi chúng ta bỏ qua nha. Thôi được đúng một lần nè. Cũng được 300 mấy rồi. Cũng được tới 300 mấy lần ấy các bạn. Nếu mà mình xỏ được hết tất cả thì mình sẽ được khá là nhiều tiền đấy chứ. Và mình xem quảng cáo thường những 2 lần nữa. Rồi cậu làm việc rất là tuyệt vời đấy. Cậu đã giúp rất ít. Cậu đã giúp rất nhiều cho đoàn thể. Cảm ơn vì sự nỗ lực của cậu. Cậu đã được phần thưởng. Cậu chắc chắn sẽ được phần thưởng của mình.
À, bây giờ mình sẽ thử tiếp công việc tiếp theo nhé. Không biết là mình làm công việc này có bị tốn cái gì không ta? Hay là mình có thể vĩnh viễn làm luôn? Cái này là gì đây? Ê tố. Là sao không hiểu? Ê, chỉ đơn giản như vậy thôi à? À, rồi mình đã hiểu rồi các bạn ơi, chỉ đơn giản như vậy thôi, chúng ta chỉ cần làm theo lệnh thôi. Là đưa bánh mì vào để mà cung cấp cho những người khác nữa ấy. À, không có sản phẩm nào bị lỗi cả. À, nhưng mà chỉ được có 300 vàng thôi, ít hơn. Rồi rồi rồi. Tới đây chắc là được rồi, bây giờ mình sẽ qua chỗ khác nhé. Chứ mình không thể nào làm công việc mãi được. Quay trở về thôi. Bây giờ thì mình sẽ chọn món ăn nào đó nó ngon lành một tí các bạn ơi. À, nhiều dinh dưỡng tí. Một có mắt kính nữa là sao? Mắt kính này để làm gì? Mắt kính này tăng 10 điểm tình cảm mà có vẻ là em ký sinh thích những chàng trai đeo mắt kính nè. Nhưng mà mình vẫn muốn ăn cái gì đó vào để cho nó gọi là khỏe khoắn lên để chống chịu cái cơn sắp sửa tái phát tiếp theo. À, rồi ăn cái này sẽ được cộng 20 điểm này, 25 điểm máu này các bạn, còn tăng cường hệ miễn dịch lên nữa. Đâu thử xem. Rồi ăn nào. Mình không biết cái này là gì, cái này sủi cảo hay là gì. Rồi ăn nhá. Ê, sau khi chúng ta ăn cơm với lại sủi cảo thì được cái gì, được thưởng à? Năng lực đang tràn đầy. Vật chủ ơi, trong cơ thể của vật chủ đang tràn đầy năng lượng đấy, và trong tôi cũng vậy. Chắc là đồng thời ăn cơm với sủi cảo rồi, đầy đủ chất dinh dưỡng mới như vậy. À, nhưng mà năng lượng cứ tiếp tục tràn đầy như thế này thì vật chủ có bị làm sao hay không? Sẽ bị mập. Chuẩn rồi. À, nhưng mà chắc là bởi vì có ký sinh trùng rồi cho nên là năng lượng nó cũng sẽ bị hút đi mà thôi. À, cho nên là sẽ không bị mập đâu. Ê, không mập sẽ không mập sao, thật tốt quá vật chủ ơi. Cái này hơi bị sướng nha các bạn, khi mà có em ký sinh trùng này trên tay chúng ta có thể ăn cái gì vào cũng không bị mập cả. Ồ, được đấy. Rồi, ngày thứ tư kết thúc. À, kết quả là chúng ta vẫn sống. À, hôm nay thì mình đã ăn được thêm một món mới rồi, và điểm mình được cộng vào là 450 luôn các bạn ơi. Có khi nào là do lên level mới được cộng điểm không ta? À, không không xăm hình nhé, không xăm chỗ. À, chúng ta tiếp ngày tiếp theo nào. Khi mà kết hợp những cái món ăn lại với nhau thì sẽ xuất hiện những hiệu ứng đặc biệt nữa. À, cái này đoàn thể gọi là combo. À, hãy thử, mong cậu hãy thử kiếm tìm những cái combo và vì mục đích sống còn nhé. À, hôm nay mình có được đi làm thêm đúng không ta? Mình muốn làm thêm tiếp để kiếm thêm kinh nghiệm xem. Nhưng mà chỉ có những công việc này chúng ta mới kiếm được điểm kinh nghiệm thôi các bạn ơi. Còn xem quảng cáo hình như mình thấy không kiếm được kinh nghiệm sau á. Cho nên mình sẽ cố gắng thêm một lần nữa để mà xỏ kim vào lỗ nha. Ơ, sao kỳ vậy, rõ ràng xỏ vô đúng không các bạn? Ê, không xỏ được luôn ý. Mà ghê vậy. Mình sẽ cố gắng nha. Thành công rồi, yeah. Cuối cùng cũng được full combo các bạn ơi. Được rank S luôn. Hôm nay thì chắc chắn sẽ ăn món nào đó ngon hơn ngày hôm qua, tại tiền nhiều lắm các bạn ơi. Ê, thử xem nào. À, mình vừa mới mở được những món ăn mới luôn nha các bạn. Có trứng này, hamburger, cà phê nhiều lắm. Đâu thử ăn hamburger xem. Ê, rồi ăn hamburger. Thường hamburger phải có coca thì nó mới ngon lành. Ê, sao đột nhiên bị lỗi thế? Đột nhiên phát sinh lỗi các bạn ơi.
Có nghe thấy không? Rất hân hạnh được gặp bút 134. Ê, tôi là 2129 đây. Ê, 2129 tức là những người bị đem ra thí nghiệm khác giống như mình à. Tôi là một người mà đã bị nhốt ở chỗ này lâu hơn cậu một chút. Chắc chắn là cậu đang rất là bối rối khi mà nghe thấy tôi nói như vậy đúng không? À, về cái thực phẩm mà hãy để lần sau đi. Ê, bánh hamburger của mình đâu? À, dù thời gian hơi ngắn nhưng mà tôi đã tìm được cách để mà hack vào hệ thống của bọn chúng. À, cho nên là bây giờ có thể liên lạc được với cậu như thế này. À, cậu đã hiểu được tới đoạn này chưa? Có phải là cậu muốn gọi là sống sót và thoát khỏi chỗ đó đúng không? À, tôi cũng vậy. Nói đột ngột như thế thì có thể là cậu sẽ không tin đâu. À, nhưng mà trước hết là tôi sẽ tặng cho cậu một món quà nhé. Hãy nhận lấy đi. À, nó rất là công hiệu với lại ký sinh trùng ở trên tay cậu đấy. Này lấy gì đây? À, uống vào có vẻ như là cộng cái gì đó các bạn. Cậu cái gì đó vàng vàng. Đó, cậu thấy chưa? Rất là công hiệu đúng không? Như thế này thì cậu sẽ gọi có thêm một chút thời gian. Hình như là còn có cả thuốc để mà loại trừ hoàn toàn ký sinh trùng, nhưng mà cần phải có thời gian thì tôi mới kiếm được nó. Rồi, như thế là cậu có thể tin được tôi rồi đấy. Hãy cố gắng sống sót và thoát khỏi đây nhé. Sự giúp đỡ của cậu là điều mà không thể nào thiếu được trong cái cuộc tác chiến lần này đấy. Ê, tôi bây giờ là mình có hai lựa chọn các bạn ơi. Mình nghĩ đây nó sẽ là ảnh hưởng đến ending của chúng ta đó. Một là chúng ta thông báo cho Quách Chi biết là có ai đó đã hack vào hệ thống. Còn hai là không có gì cả. Mình nói chung là mình không nói gì hết. Mình nghĩ là mình sẽ không bán đứng em ký sinh trùng đâu. Ừ, nuôi em tới cùng xem là chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Ồ, được cộng 10 điểm tình cảm này các bạn. À, có hack ư? Đừng có nói những điều mà buồn cười như thế chứ. 4134. À, nhưng mà nói tóm lại là không có chuyện có thể hack được vào hệ thống đâu. Đó là hệ thống đáng tự hào của đoàn thể mà. Rất là hoàn hảo luôn. Làm sao mà có chuyện hack được chứ. Nhưng dù nói như thế đi chăng nữa thì vẫn không thể kinh xuất được. Cho nên là tôi chắc chắn sẽ báo cáo lại. À, cậu đã cống hiến rất là tốt cho đoàn thể rồi đấy. Em ký sinh trùng sao rồi? Tao không thấy nói một câu nào vậy. Ất cười ơi. À, rồi hôm nay chúng ta đã nhận được thêm một cái vật phẩm mới nữa này. Chưa ăn được cái gì luôn các bạn ơi. Ê, trừ 20 điểm này là sao? À, rồi. Ê, tại sao lại bị trừ 20 điểm màu vàng là như nào? Để mình kiểm tra lại xem coi. Mình đang không rõ là cái có cái loại điểm nào mà cái là gì. À, điểm sinh trưởng. Biết thế mình không uống rồi các bạn ơi. Đây là cái điểm sinh trưởng của em ký sinh trùng đúng không? Ôi giời, lỡ uống rồi. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ đi làm thêm kiếm tiền, sau đó mình sẽ ăn món gì đó nhé các bạn. Hình như làm được một lần rồi là lần sau thấy nó dễ quá luôn các bạn ơi. Combo 10 combo nữa rồi này. Thành công 100% luôn. Ốp, cuối cùng cũng lên được level 10 rồi các bạn ơi. Mình được món ăn cuối cùng luôn. Ai, xong rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã đạt được level tối đa. Mình thích để level tối đa luôn các bạn ơi. Cho nên là bây giờ mình có thể chọn được hết tất cả các món này. À, mình sẽ thử ăn bánh kem nhé. À, bánh kem hay là ăn mì đi, mình thích ăn mì hơn. Làm một tô mì nhé các bạn. À, cộng khá là nhiều điểm trưởng thành đấy chứ. Rồi ăn luôn. Rất thích ăn ramen. À, bây giờ là mình đã báo cáo thằng hacker kia rồi, cho nên chắc là nó sẽ không xuất hiện lần nữa đâu. À, nuốt thôi. Ramen, ramen à.
Ồ, món này tăng điểm tình cảm này. Món này món gì? Pizza à? Đâu thử xem. Rồi gọi pizza thôi. À, vậy là có vẻ như là em ký sinh trùng thích pizza cho nên mới được cộng điểm đúng không? Đâu, nuốt luôn. Nói chung là đại nào mà mình cảm thấy nó khá là dài dòng buồn ngủ thì mình sẽ bỏ qua nhé vậy. Đại khái là hôm nay chúng ta đã ăn được một món mới, đó chính là món pizza. Gì nữa đây? Sủi cảo à. Để bữa nào mình sẽ xem thử quảng cáo xem coi như thế nào. À, rồi, mình nghĩ chắc là video này đến đây thôi. À, có rất là nhiều đoạn dài hơi và khiến cho mình cảm thấy khá là buồn ngủ, cho nên mình nghĩ chắc là các bạn cũng đã chán rồi. À, nhưng mà mình chắc chắn luôn là tập sau sẽ là tập cuối cùng để xem là cái ending của chúng ta là ending gì nhé. À, mình sẽ tiếp tục theo cái hướng là gọi là theo team của Quách Chi và bảo vệ em ký sinh trùng, phát triển cho em ấy xem là sẽ như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà các bạn thích video này hay bấm cho mình like đăng ký nữa các bạn là người mới, và đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.